của The One Radio. Này nha, One Dare, chương trình truyền cảm hứng của The One Radio phát sóng vào lúc 19 giờ đến 20 giờ hàng ngày trên tần số 102.7 MHz. Mỗi tuần sẽ có một thử thách đầy hấp dẫn dành cho cả khách mời và các bạn thính giả. Ví dụ như là Duet Challenge, tuần thử thách song ca cùng thân tượng. Cho hỏi là mấy giờ rồi vậy cả anh taxi ơi, mới đi ra ngoài có 30 phút mà đã liên tục phải hát xì hơi. Dear Mom Challenge, tuần thử thách gửi mẹ thân yêu, bày tỏ những cảm xúc chưa một lần được nói ra với đấng sinh thành. Từ trước giờ con chưa bao giờ nói con yêu mẹ, con sẽ luôn hiếu thảo với mẹ. Được thì kiếp sau sẽ làm con của mẹ nữa, cho dù khổ hay là gì em cũng chịu nữa. Hay tuần thử thách thể thao mạo hiểm, khám phá những bộ môn mới cùng các nhà vô địch đỉnh cao. Tôi là Nguyễn Đại Nghĩa, tôi là vận động viên du lượn của Việt Nam và tôi đã tham gia thử thách của One Day. Tôi là Rocky Huỳnh, là cái người đầu tiên để thành lập đấu vật biểu diễn ở Việt Nam. Đặc biệt, dù bạn là ai, bạn vẫn có thể làm một phần của One Day. Chắc chắn rồi, hãy gợi ý những thử thách thú vị hoặc đăng ký trở thành khách mời của One Day. The One, A Vòng, The One radio.com.vn để trải nghiệm và dám thử sức mình ở những điều. Rồi, hello, xin chào các bác các anh em chơi audio mọi miền đất nước. Trong buổi tối ngày hôm nay em trân trọng giới thiệu đến các bác các anh em một bộ dàn Victor. Dòng này cũng dạng dòng Victor cổ nha. Đó, chụp cổ cho các anh em chơi sưu tầm. Nó có mã màu đen là Victor UX1. Bộ này thì nó là hàng bãi nội địa Nhật ha, sử dụng điện áp 100V, công suất tiêu thụ nguồn là 35W, cả bộ là sản xuất tại Malaysia, made in Malaysia. Thì thớt dàn của nó là hai thớt rời nha các anh em, thớt dưới là thớt cassette. Nó có thể hát auto reverb ha, hát hai chiều. Thớt cassette hoạt động hoàn hảo ha, ghi phát hoạt động hoàn hảo. Và cái bài tí nữa em sẽ test thì em vừa mới ghi qua vào băng cassette từ đường AUX in ha. Còn phía trên thớt cassette, thớt phía trên là thớt đĩa CD, kim radio và kim luôn âm ly. Nó là 3.1 ha, âm ly, receiver là radio ha, và trên cùng là cái đĩa CD. Đó. Đĩa CD cái mặt gương nè. Đó, có thể mình có thể nhìn vào mình thấy cái đĩa nó đang chơi ha, nó quay đang chơi ha. Rồi. Cả bộ dàn thì loa là loa hai quay ha, bass 10 cm, màn giấy. Gân là gân vải ha, bên phía trong này nó có mớp, gân mớp một tí xíu nè ha, nó vẫn hát tốt nha, không có bị rách gì hết nha, nó mớp thôi, em vẫn để nguyên nha. Gân vải, màn giấy gân vải ha, phía trên là loa chép giấy luôn, chép giấy 5 cm ha. Nói chung nếu mà chép giấy thì âm thanh nó ra rất là chi tiết và trong ha, nó thích, rất thích hợp những cái thể loại mà nhạc bolero, trữ tình. Thì loa của nó là loa hai, một cái là 21W ha, trợ kháng 4 ohm, như vậy là cả cặp là 42W. Thì chúng ta khi xếp lại thì cả bộ là ngang 46 cm, chiều cao là 25 cm và chiều sâu là củ loa theo thức theo loa là 20 cm, cân nặng trên 10 kg, cân nặng trên 10 kg ha, là cả bộ. Hình thức cũng còn tương đối là đẹp ha. Loa đủ lưới e căng thì cũng khá là đẹp ha, không chảy xước, không rách gì hết. Cả bộ đen thui luôn ha, đen mà đen em nhầm, đen này không phải đen thui nha, đen dạng đen xám xám á. Còn lưới loa là nó là màu xanh xanh đen đó, lưới loa xanh đen ha. Chức năng của nó thì nó chơi được đĩa CD, băng tép cassette và đường AUX in, thêm cái FM radio ở tần số full tần số Việt Nam như vừa rồi em test ha. Đó, dành cho các bác thích nghe giao thông, thời sự quốc tế, thời sự Việt Nam ha, ca nhạc trên tần số FM 108 MHz. Rồi về AM thì em không test ha. Trở về nhà, đúng không anh em? Đó, vẫn là FM bắt khá là tốt ha, sóng vắt trong vắt luôn, trong veo luôn. Thì anh thấy rằng là khi anh hỏi Hoàng Dũng rằng là em không có ngại khi em là một người nổi tiếng, đây hai thức rồi, các bạn fan nữ của em sẽ không còn yêu thương em nữa khi em luôn luôn thể hiện mình là người có người yêu, thì Dũng mới trả lời và thử thách của rồi, cuộc sống. Như vậy là phần tới radio mà... ok ha, em test đường đĩa CD nè, play nè, đĩa CD cũng hát khá là tốt ha, không quắp không gì hết, vẫn còn hoạt động hoàn hảo.
Đó, màn hình nó có cái dải đèn tia đánh khá là đẹp, màn hình màu vàng, đèn dưới là đèn tia. Chỉnh bass chép trực tiếp trên máy ha, bass chép và bass nè, tăng cường âm bass nè, super bass nè ha. Đây là phần đĩa CD. Các phím tới lui nè, cài đặt thời gian ha. Đó. À, chuyển AUX nè. Còn trên này là đóng mở cây đĩa và play stop. Em hậu phương con anh nơi tiền tuyến, chúng ta cách xa rồi những tình đâu có chia phôi, mình gọi tên nhau nhớ nhau trong mộng thôi, tha thiết yêu nhau mà vui. Em hậu phương con anh nơi tiền tuyến, những đêm phố lên đèn, tuyến đầu anh đón trăng lên. Tình mình cao hơn núi non kia hùng vĩ, nên vẫn vui câu biệt ly. Phần đĩa CD cũng hát ok ha. Em stop nè. Tiếp theo là phần băng cassette ha. Play băng cassette nè. Volume nè. Vàng nhạt
các bác xem tổng thể phía sau về số series máy và loa luôn ha. Đây phía sau của máy, đây là số thông số của loa, model là USB 1, nó không có số series ha. Công suất là 21W, trở kháng là 4 ohm. Ở dưới này chắc sẽ là số series nè. Đó, số series 001B gì đó, thôi cứ tạm vậy đi ha. Nó có cái móc treo nè, mình có thể mình treo tường ha. Đây là chạm ra loa. Phía này cũng ok ha, góc cạnh nói chung tương đối. Đây là model của máy. Ở trên là thớt gian CD nè ha. Đó, nó dùng cáp bẹ và đây là đường AUX vào. Đây là đường radio FM và AM. Phía dưới là chạm ra loa. Thớt âm ly dưới ha, chạm ra loa. Dưới là thớt cassette nhưng mà nó làm công suất ra loa luôn. Phía trên này mới là âm ly. Âm ly tích hợp cái volume công suất luôn. Đây, model của máy. Model là UX1. Số series nó mờ mờ, em không thấy rõ lắm. Nó giờ chỗ này nó nhúng nhôm bạc nè, không thấy rõ lắm ha. Em thấy cái số đuôi gì là 0565 gì đó. Đó, là số series của máy ha. Rồi, tổng thể của nó. Ở đây có thể mình gắn cái cây anten nè. Nhưng mà hàng về thì nó vậy thôi, không có cây anten ha. Rồi, em quay lại mặt trước nha. Đó, cái cáp bẹ nè, nó nối hai bên nè. Cassette đang hát tốt. Ngày xưa em nói anh ơi có chia phôi, mới biết tình lâu dài. Anh hãy quay về đẹp mùa vui sắc pháo, thắm tung trên thềm hoa những gió mưa buồn xưa chìm theo giấc mơ. Rồi, ok, như vậy là phần băng cassette cũng hát ok ha. Phần cuối cùng là đường AUX. Trên máy thì chúng ta bấm nút này ha, AUX đây. Chuyển về AUX. Rồi, nguồn nhạc từ máy tính ha. Như vậy là tất cả các chức năng của máy hoạt động tốt hết ha. Nói chung là nó chạy giống như là mình gọi là chạy full từ nhà sản xuất á. Rồi em làm lại cái phần băng cassette ha. Nó hát auto reverb nè.
Đó. Hát chiều ngược lại nè. Cái băng của Nhật á, nó vẫn còn tiếng Nhật á. Hát lại nè. Play nè. Rồi, ok các anh em ha. Như vậy em test xong bộ dàn Victor UX1, một bộ dàn chạy full chức năng ha. Cảm ơn các bác các anh em đã xem video clip của em. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video clip sau.